Xin chào cả nhà. Hôm nay Bibi Thanh Mai hân hạnh được đón tiếp một vị khách rất là đặc biệt luôn nha cả nhà. Bật mí với cả nhà một chút xíu, đó là anh rất là trẻ và rất là điển trai. Thì không có để cả nhà mình chờ lâu đâu. Vị khách đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay đó chính là anh Mr. Ren Minh Kha ạ. Dạ, em chào bác sĩ. Em chào anh Minh Kha. Chào em. Dạ, bác ơi, mình làm tới đâu rồi bác ha? À, cũng còn vài shot cuối nữa là xong rồi. Vậy thì khi mà làm xong thì em xin phép bác và em sẽ mời anh Minh Kha mình ngồi dậy để mình chia sẻ cái hiệu quả nội với mắt. Ok ha. Rồi, mình đã xong nửa gương mặt ha. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, em mời anh Minh Kha mình có thể ngồi dậy nhé. Dạ, đây ạ. Em mời anh xem cái hiệu quả của mình sau khi liệu trình trẻ hóa da nửa gương mặt ạ. Ôi, sao nhìn khác đấy. Nhìn như hai người khác nhau vậy. Bên này cảm giác da nó xanh xanh, cứng cứng, căng căng da rất là đã. Nhất là các vết nhăn nó cũng mờ đi. Cái rãnh cười nè, nó nông hơn hẳn luôn. Và thêm cái góc hàm này nữa, rất là gọn, nhìn rất là khác, nhưng hai người khác nhau vậy, quá là khác biệt. Tuyệt vời quá đúng không anh? Dạ anh ơi, trong cái quá trình mà làm á, thì mình có cảm thấy là đau, bị nhói hay là mình cảm thấy rất là thoải mái ạ? Trời, nãy mà em không kêu là anh ngủ quên luôn á. Anh không có cảm giác đau hay cái gì hết, mà anh cảm thấy bác sĩ làm rất là êm tay, rất là đã. Vậy là cực kỳ là thích luôn, chỉ cần một chút thời gian thôi mà gương mặt của mình hầu như là thay đổi hoàn toàn anh Kha ha. Về cung chân mày nè, về rãnh nè, về nếp nhăn luôn á. Dạ, không biết là em có một cái, em không phải là em đâu mà cũng chắc là sẽ rất là nhiều bạn thắc mắc là anh Minh Kha rất là trẻ, anh rất là đẹp luôn. Vậy thì tại sao anh lại chọn công nghệ trẻ hóa da của Ultraderby này để làm công nghệ chăm sóc da cho mình duy trì về đẹp lâu dài ạ? Nếu mà người nào theo dõi anh thì cũng biết độ tuổi của anh đã qua 30 rồi. Và những người mà được vào độ tuổi 30 trở lên á, thì da sẽ bắt đầu lão hóa ngay từ phía bên trong mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, nên là chúng ta phải chăm sóc ngay từ lúc nó đang lão hóa thì chúng ta sẽ giữ được cái tuổi thanh xuân của mình sẽ lâu hơn. Và Kha hy vọng là Kha sẽ đến đây thường xuyên hơn nữa để Kha giữ được cái mãi cái nét tươi trẻ này. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà mình đã cùng với anh Minh Kha theo dõi buổi live stream trong ngày hôm nay. Thì bây giờ không để mất thời gian của mình nữa, em sẽ mời bác sĩ làm tiếp cái liệu trình còn lại cho anh Kha nha. Mình lại sắp đẹp hơn nữa rồi anh Kha. Dạ, và nếu như cả nhà mình muốn giữ mãi nét thanh xuân nha Minh Kha đó, thì cả nhà mình nhớ gọi vô tổng đài hotline miễn phí của Bibi Thanh Mai nha, 1800 6617, luôn chờ đón cả nhà mình nhé. Xin chào cả nhà, hẹn cả nhà ở những live stream tiếp theo nha.